Bị chê chỉ lo làm màu chiếm spotlight mà ngó lơ khách mời, Lê Dương Bảo Lâm đáp trả cực gắt. Kể từ sau khi tham gia chương trình giải trí 2 ngày 1 đêm, Lê Dương Bảo Lâm trở thành cái tên thu hút nhiều sự quan tâm chú ý của khán giả. Với sự hài hước duyên dáng, nam danh hài gốc Đồng Nai nhanh chóng chinh phục được công chúng yêu thích và trở thành một trong những ngôi sao đắt show nhất nhì VBiz hiện tại. Sau sự thành công của mùa 1, chương trình 2 ngày 1 đêm tiếp tục tiến hành ghi hình mùa 2 với dàn cast giữ nguyên như mùa 1, bao gồm Trường Giang, Ngô Kiến Huy, Kiều Minh Tuấn, Lê Dương Bảo Lâm, Hiếu Thứ Hai và Chris Phan. Trong tập đầu phát sóng của mùa mới, ekip chương trình và các nghệ sĩ có mặt tại Quảng Bình để trải nghiệm nhiều thử thách. Khách mời của tập này là những người bạn ngoại quốc có tiếng nói trên mạng xã hội như YouTuber Phúc Mập, YouTuber Choi Chung Rắc và Will. Họ cùng dàn cast chia thành 3 đội để tham gia trò chơi của chương trình. Tuy nhiên, sau khi đăng tải phần thi của team của Lê Dương Bảo Lâm, Ngô Kiến Huy và Phúc Mập khiến khán giả không hài lòng. Nhiều người chỉ ra rằng Lê Dương Bảo Lâm và Ngô Kiến Huy giống như cố tình ngó lơ khách mời, rất nhiều cảnh quay hai ngôi sao nổi tiếng đánh lẻ với nhau mà không ngó ngàng gì đến Phúc Mập. Thậm chí khi vào khu chợ, Phúc Mập phải chủ động xin thức ăn từ hai người bạn đồng hành của mình mà không có bất kỳ lời mời nào từ Lê Dương Bảo Lâm và Ngô Kiến Huy. Netizen ngay lập tức tranh cãi gay gắt vì cho rằng sau sự thành công của mùa 1, chương trình đang có dấu hiệu đi xuống. Đặc biệt họ bày tỏ Lê Dương Bảo Lâm liên tục quăng miếng để giành spotlight của những nghệ sĩ khác trong chương trình, nhưng không quan tâm đến khách mời. Điều này khiến người xem cảm thấy chạnh lòng thay cho những anh bạn ngoại quốc. Khán giả chia sẻ Lê Dương Bảo Lâm cũng như ekip nên xem xét và thay đổi cách giao lưu để không khiến bầu không khí thêm gượng gạo. Mới đây, Lê Dương Bảo Lâm đã lên tiếng giải thích về vụ việc ồn ào. Nam danh hài gốc Đồng Nai chia sẻ, thực chất anh và Phúc Mập vẫn giữ quan hệ rất tốt, thậm chí hai người còn thường xuyên trò chuyện, bày trò trêu chọc nhau trên xe di chuyển, nhưng vì đoạn clip đó đều bị cắt khi lên sóng truyền hình nên mới xảy ra chuyện hiểu lầm. Lê Dương Bảo Lâm viết, đập tan tin đồn ngó lờ Phúc Mập, giờ đến tuần sau trang của Lâm sẽ lên toàn clip Lâm và Phúc Mập nha, Lâm còn 83 clip chưa đăng, mà chương trình cũng không đăng đâu. Lên đài Lâm tương tác nhiều lắm nhưng bị cắt vì câu chuyện hai người nói không dính gì đến nhau. Mọi người xem clip sẽ hiểu, ông Phúc nói gà còn tôi trả lời vịt. Ngoài ra, nam danh hài còn bức bối khi bị nhiều người hiểu lầm, chỉ trích bản thân kiêu căng, anh đáp trả gay gắt. Tôi với Phúc Mập nói chuyện dễ thương vậy nè, mà đi đồn bậy, chán chường thiệt chứ. Gửi mấy đứa đồn bậy vào đây cái, nói chuyện thân như cùng cha cùng mẹ vậy á.